Điện thoại mới của ông nhưng mà giờ ông phải đi tìm. Mới mua xong, điện thoại mới mua xong của ông đâu? Phương có cầm điện thoại của ông không? Mấy đứa chuẩn bị lên thăm cô nội. Hai bỏ vào trong nước rồi. Không, nhưng mà nãy ở cửa hàng này. Thế gọi số điện thoại của ông đi, ông túi làm chưa? Cả nhà đi tìm điện thoại ông loạn lên đấy. À đấy. Đồ ông khai trương điện thoại mới đi. Này, ông cũng thích dùng cảm ứng smartphone. Cái này mua cho ông thì ông không thích nữa rồi. Giờ ông lại thích cái này. Thôi tí nó về lắp đi bố. Mấy đứa nhỏ đi chơi không nào? Đến thăm cố không nào? Đến thăm cụ kìa. Đi. Đấy, cứ đi rồi nhau. Đây, bàn làm việc của tôi để xuất ra video đó. Mấy đứa đi không? Không lên thăm cụ à? Đi. Đi. Nhà đông lắm, cháu chắc phải xếp ra phải cả hàng không hết. Đúng rồi, để che lại. Con này vừa nồi cháo đấy. Đây, lần trước là nhà bác Sương này. Nhà ông nội của vợ em này. Tôi có gì tôi quay nấy nhá. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, năm bậc, sáu bậc, bảy bậc, tám bậc. Ê. Hai bác cháu nữa này. Ôi, nhà mới rửa à? Mở nhà nên mới rửa. Bác ơi. Đang xem. Không à. Ấy à, không à. Làm gì? Lên má. Mày lúc nào cũng đưa ba bồ. Anh. Này. Kiểu nhà như thế này này. Một gian, hai gian, ba gian, bốn gian. Gian này gian thờ. Đây là gian thờ này. Đấy, cuộc sống có như thế nào thì tôi quay lại như thế. Ông năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Bà là cô mới mất. Mới mất được khoảng một tháng. Bác. Ông năm nay là 98 được. 98 ạ. Và cụ là 99. Vâng. Bà lại hơn một tuổi ạ. Chắc bà chắc hơn 1-2 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi đấy. Nhưng mà bà không biết thôi. Ông lâu nay nhớ bà chứ? Chú đẻ đấy. Chú bảo là bà ở chú đẻ chứ. Ông này, bà ở trên này này không đi chú đẻ đâu. Chắc là ông nhớ bà quá. Bà là bà ở đây đâu, đi có nhà trong đẻ. Người ta uống bà không thấy đâu. Thì bà mất không uống rượu 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 nào đâu. Bà mua ăn chứ không lẩu lọ. Cái già nó khẩu thế nào để thử cái hiến đi. Bà là bà ở trên kia. Cái ảnh của ông để ra khỏi đầu giường ấy, đừng để ảnh ở đầu giường. Để xong treo lên cũng được chứ còn đừng ông ảnh nữa đi. Bà trước rồi. Không. Mà mày phi mày ra ngoài treo ngoài đấy. Ôi, ông thì đang còn sống thì đừng để ảnh đầu giường. Kiêng. Cứ treo lên cho ông. Ông nhớ rồi. À nhớ bà đi. Đây, đứa này 7 tháng đây này. 7 tháng này.
Sinh non 7 tháng này. Ê, hào hắn á. Đi. Cái lậu buồn cười đấy chứ. Coi này đấy. Coi, 7 tháng. Không sao cả nha. Không sao. Coi coi. Mì coi. 7 tháng đây. Tính ra thì nhà bây giờ ông đấy, ông cố này giờ phải nhiều con cháu lắm. Ôi rồi xếp hàng dãy dài đây ra ngõ. Ông bây giờ năm nay là 98. 98, ông 98 rồi. Ông 98, còn vợ của ông là 99. Bà thì mới mất không? À, nhà bác Sương. Bác Cầm Sương. À, chào. Ông ra bếp. Rồi, Tết đến này nhà nào cũng làm thịt sấy gác bếp đây, thịt gác bếp, thịt gác bếp. Đấy, các bạn thấy không, thịt gác bếp nhá, thịt gác bếp nhà bác Sương đấy. Còn nhà nhà ông ngoại thì bên kia đang làm rồi. Cái này sấy thêm lâu nữa không đi được bác nhỉ? Được lâu nữa không bác nhỉ? Được cháu, cái này nó chưa khô mà bác kia ấy chưa nấu mà. Đồ lên. Đồ được. Đồ. Đồ này nó phô mới đồ. Rất đông cháu. Làm gì đây? Làm phèo. Làm phèo. Bác làm món nào? Nào. Đây là cái giếng. Alo. Luộc anh. Đơn giản thôi. Anh gói bánh ở đây mới đãi đậu xong đúng không? Ừ, chiều chiều, mới mà chiều. Rồi, mía Tết đây rồi. Con trai bác Sương đang thắp hương. Cột cao chưa từng thấy. Đấy, con nước đấy. Đây, nhà này mới rửa sàn nhà xong để đón Tết. Nên là cọ sàn nhà gỗ, nhà toàn gỗ. Nhà này tôi đếm sơ sơ là 29 cột các bạn ạ. Một cầu thang lên đường trước, cầu thang lên đường sau, đằng sau. Và một cầu thang bếp. Đây, bếp đây. Cột kê lên nó cao như thế này đấy các bạn này. Kinh khủng luôn. Kê cái này phải dùng kích mới kích lên được đây, mới kê đấy, kê dựng đấy. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Nhà nó cơ này. Ôi con chó này có dữ không nhỉ? Con chó xù, con loại này khôn và thông minh lắm. Tôi phải lánh sang bên không, nó tập cho cái đến Tết rồi. Một gian này nữa. Một gian ngủ này, hai này, ba, bốn. Chị, đó, cháu có chải tóc chưa? Xích. Ôi, nhiều cây xanh nhỉ, thích thật. Nhưng mà giờ gỗ hiếm rồi, các nhà bây giờ. Giờ các nhà cũng không làm nhà gỗ nữa, nhà sàn bây giờ đắt lắm, gỗ đắt lắm. Yeah. Làm nhà xây thôi.
nên sau này chăn nuôi. Kia đồi núi xa xa, xa lắm. Nhìn thế thôi mà xa lắm. Hàng xem phim hoạt hình đó. Đấy, bế coi lại hai đứa đánh nhau nhá. Đứa trong bụng này, đứa đang bế trên tay này. Ừ. Để như người mông ấy. Nhiều vào, 5-7 đứa. Nhà đông con cháu. Nào, đưa chú bế tí nào. Con của nhà ai đây? Con anh Cường à? Này mới bê có lúc mà nó kệ à này. Rồi thôi. Đi. Ông năm nay 98. Ông con nội là ngày trước là đương nhiệm là chủ tịch xã Ba Quài. Có nghĩa là quầy quầy cang này, quầy tở này, quầy vợ ơi, ngày xưa là Ba Quài là quầy tở, quầy cang mới là quầy nữa à? Chủ tịch Ba Quài, ông về hiệu, ông là đảng viên đấy, tương đương với chủ tịch huyện bây giờ. Chủ tịch Ba Quài ngày xưa tương đương với chủ tịch huyện bây giờ, nhưng mà ông hiến, mà ông hiến đất hết, toàn bộ đất ở chỗ bệnh viện là của ông hiến, toàn bộ đất ở bệnh viện huyện Tuần Giáo là ông hiến hết. Đâu huy chương của ông đâu? Ông này huy chương. Này, bác pha trà. Trà vối ấy bác nhỉ? Này. Ông này. Huân chương kháng chiến. Huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Bạc cần on. On này on. Cái dấu xác đây có đâu. À on bên này đánh dấu sai này. Bên này mất dấu sai này. Đấy nha. 50 năm tuổi đảng này, huân chương kháng chiến này, huân chương kháng chiến, cao tuổi, Tuần Giáo. Lúc này là ông 90 tuổi, năm nay ông 98 rồi. Rồi vào chào ông nhá. Ông ơi. Cháu rể xin phép chào ông nhá. Ừ. Ông vui vẻ nhá. Ừ. Cháu Phú. Nào, rồi bước kín về nhà thì về nhà bố xôm thôi. Này, về hơn bố xôm này. Rồi vâng, để bữa khác. Thôi. À, đồng... thôi, thôi cả nhà cứ dùng tự nhiên đi. Con xin phép đây. Dạ. Vâng. Thôi em lại tí rượu vào lại không chịu được. Thôi em. Thôi em xin phép đây. Đợi bữa khác đi. Em xin phép nhé. Để về bố xôm cho. Đây rồi mà nè. Thôi thôi bữa khác đi. Tết sang đi. Tết sang mà. Đây cơm nhé. Sang nhà khách. Về nào. Đi cả nhà ta về nào. Rồi, con cháu về nào. Rồi. Bữa khác được. Thế đi. À, rồi. Bác ơi thôi con xin phép đây. Để Tết đi, sang Tết. Dạ. Nằm bia đi. Ăn được chưa? Ăn gì ạ? Nằm bia chưa biết ăn à? Con món gì con không ăn hết rồi. Bác hỏi món gì con không ăn rồi. Thỏ không ăn, bia thỏ ăn rồi. Vâng. Đấy là bác Sương. Đây, con của ông Ón đấy, ông 98 đấy, ông trai cả. Không, trai thôi chứ còn gái thì lại là người khác. Gái cả là ở chỗ nhà bác mổ lợn, hôm qua làm mổ lợn đúng không? Đúng không? Lợn bác gái cả bên đấy. Rồi, về đến nhà rồi. Rồi, về nhà rồi, đi thăm ông cố về rồi. Mông chế rồi, bày hương rồi. Bóng đang còn chơi. Nhà đang còn làm cơm.
Mẹ làm cái gạo này. Đình làm cái gì đấy? Mẹ xấy gạo đấy. Bông miếng đã. Nhẹ. À, thì gặp bếp hôm qua vẫn chưa được rồi. Này, món nộm rau đây. Bỏ những cái gì đấy mợ nhỉ? Nộm rau ấy. Nộm rau này. Nộm rau cải, gừng. À rau rau đây là rau nữa chứ. Rau cải hay là rau kia? Gừng này. Có mắc khén không? Nộm rau có mắc khén không? Nó xanh này, ăn kém với rau cải này. Các loại rau cải này. Tỏi này. Rau mùi này, ớt này, giá chẩm cháo đấy. Hả? Ừ. Để lắp sim điện thoại ở ngoài. Ừ, chua quá, ngọt. Đây. Điện thoại này là dòng Mobile à. Giờ thay là cảm ứng cho ông.